Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Vui. Nói đến bất kỳ triều đại phong kiến nào, khi duy trì hoạt động của nhà nước, ngoài xây dựng các cung điện, thành lũy, thì không thể thiếu được việc xây đàn xã tắc, đàn tế Nam Giao để làm các nghi lễ quan trọng với trời, đất. Ta đã từng nghe tới đàn xã tắc Nam Giao ở Huế, vốn là triều đại phong kiến gần nhất ở Việt Nam. Đàn Nam Giao ở thành Nhà Hồ mới được phát hiện vào năm 2004. Còn ở thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều triều đại phong kiến định đô và nhiều sử sách ghi chép, thì vào năm 2006, khi tiến hành thi công đường vành đai 1 qua khu ô Chợ Dừa, thì đã phát hiện ra cái dấu tích của đàn xã tắc. Việc này nổ ra cái tranh luận của các nhà hoạch định giao thông với giới sử học. Về sau thống nhất điều chỉnh lại quy hoạch của nút giao thông này, và một phiến đá lớn được đặt tại đây ghi rõ về cái vị trí của đàn xã tắc. Còn đàn Nam Giao của Thăng Long thì rất hiếm được nhắc tới bởi quá ít tư liệu, mặc dù đàn này là một thực thể rất quan trọng. Trong số này, Nhà Vui xin giới thiệu bài khảo cứu của tác giả Việt Cường Sharow để lần tìm về nơi được cho là đặt đàn Nam Giao của Thăng Long xưa. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Trong suốt chiều dài trên 900 năm tính từ triều Lý năm 1010 đến hết triều Nguyễn năm 1945, các nền quân chủ ở nước ta cứ địa điểm nào được chọn làm kinh đô thì ở đó đều có hai công trình kiến trúc là đàn xã tắc và đàn Nam Giao. Cụ thể là ở kinh thành Thăng Long, triều Lý, Trần Lê, ở Tây Đô, Thanh Hóa, triều Hồ, ở Huế, triều Nguyễn. Trong bài viết này, tôi chỉ nói đến vị trí hai công trình kiến trúc đó ở Thăng Long, Hà Nội và chủ yếu là vị trí của đàn Nam Giao. Đàn xã tắc là nơi để thực hiện nghi thức tế xã thần, tức là thần đất, và tắc thần, tức là thần nông. Đây là hai vị thần phù hộ cho mùa màng bội thu, sự ấm no thịnh vượng theo tín ngưỡng của một quốc gia thuộc nền văn minh lúa nước. Lễ tế ở đàn xã tắc được đích thân nhà vua tổ chức và làm chủ tế. Đàn xã tắc Thăng Long được xây dựng dưới triều vua Lý Thánh Tông vào năm 1048 đến triều Lê Chiêu Thống năm 1788 thì bị vùi lấp và mất dấu tích. Vị trí đàn này ở phía tây nam kinh thành, bên ngoài cửa ô Trường Quảng, tức là ô Thịnh Quang, ô Thịnh Hào, có tên nôm là ô Chợ Dừa. Năm 2006, trong lúc làm đường Kim Liên mới, nay là phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, di tích đàn xã tắc bất ngờ được phát lộ sau 200 năm mất tích. Hiện nay, ở Huế và Thanh Hóa vẫn còn lưu giữ được hai đàn xã tắc tương đối nguyên vẹn. Đàn Nam Giao Thăng Long là đàn tế trời được xây dựng ở kinh thành Thăng Long để hoàng đế các triều đại từ nhà Lý đến hết nhà Lê Trung Hưng thực hiện nghi lễ tế Nam Giao trong khoảng gần 800 năm. Thăng Long đóng vai trò là kinh đô của nước Đại Việt. Đây là công trình kiến trúc tâm linh quan trọng của nhiều triều đình phong kiến Việt Nam. Hiện nay, đàn Nam Giao Thăng Long đã không còn các công trình kiến trúc, chỉ còn một số dấu vết khảo cổ trong lòng đất tại vị trí tòa nhà trung tâm thương mại Vincom Center Bà Triệu. Theo Việt sử lược thế kỷ 14, bộ chính sử cổ nhất nước ta viết thì vào năm tháng 9 năm Giáp Tuất năm 1154, đàn Viên Khâu, một cách gọi khác của đàn Nam Giao ở phía nam kinh thành Thăng Long, được xây dựng để tế trời. Như vậy, nhà Lý sau 38 năm định đô ở Thăng Long đã xây dựng đàn xã tắc vào năm 1048, triều vua Lý Thánh Tông, nhưng phải sau 144 năm mới xây dựng đàn Nam Giao, là vào năm 1154, triều vua Lý Anh Tông. Đàn Nam Giao thực chất là một quần thể kiến trúc khá độc đáo với nhiều tòa nhà được xây dựng tương đối công phu. Từ năm 1802, kinh đô nước Đại Việt chuyển vào Huế, các vua triều Nguyễn cho xây dựng đàn Nam Giao ở địa phận xã Dương Xuân về phía nam kinh thành vào năm 1806. Do đó, đàn Nam Giao Thăng Long Hà Nội không được xây dựng lại nữa. Như vậy, đàn Nam Giao Thăng Long là đàn tế trời đầu tiên của nước Việt Nam quân chủ Trung Đại. Ngoài đàn Nam Giao Thăng Long,
Đàn Năm Dao Huế, còn có đàn Năm Dao nhà Hồ vào năm 1400 đến 1407 ở phía Nam tạo thành thành nhà Hồ ở trên núi Đốn Sơn ở Thanh Hóa. Vị trí đàn Năm Dao Thăng Long ngày nay có thể xác định như sau: mặt trước đàn nhìn ra hướng Nam là phố Thái Phiên, cạnh phía Bắc của đàn là đoạn giữa phố Đoàn Trần Nghiệp, cạnh phía Đông giáp phố Mai Hắc Đế, cạnh phía Tây giáp phố Bà Triệu thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau khi thành lập tính quyền bảo hộ Bắc Kỳ, người Pháp cấm khu đất của đàn Năm Dao cho mọi công ty xây dựng ở nhà máy diêm. Từ năm 1892, khi nhà máy này đi vào sản xuất, đàn Năm Dao mới mất hẳn dấu tích. Đây là nhà máy diêm đầu tiên ở Bắc Kỳ. Năm 1919, ở Hà Nội có một nhà giáo tên là Nguyễn Quý Toản đi Tây về, có đầu óc tân tiến đã sáng lập ra trường thể dục Hà Nội đầu tiên, Hà Nội École Éducation Physique, viết tắt là EDEP. Đồng sáng lập ra EDEP còn có ông Bùi Đình Tịnh. Vị trí của EDEP ở phía Nam Hà Nội là khoảng đất rộng 3 ha ở đằng sau nhà máy gym, là một bãi luyện tập các môn thể thao và có cả sân bóng đá. Trường thể dục Hà Nội là trường thể dục đầu tiên của học sinh thanh niên Hà Nội thời bấy giờ. Đầu những năm 30 của thế kỷ trước, chính quyền thành phố có kế hoạch mở rộng thành phố về phía Nam, đã thu hồi mảnh đất của trường thể dục Hà Nội, đền cho trường mảnh đất có diện tích tương tự ở giữa làng Bích Câu và phố Hàng Đẫy, tức là vị trí sân vận động Hàng Đẫy ngày nay. Khoảng những năm 40, nhà máy gym bị cháy, người ta không xây dựng lại nữa. Mảnh đất có nhà máy gym và trường thể dục Hà Nội trở thành hoang phế. Vào khoảng những năm 30-40, chợ Đuổi ở phố chợ Đuổi, nay là phố Tuệ Tĩnh, giải tán, bị dồn xuống họp chợ ở cuối phố Bà Triệu trên mảnh đất hoang phế nói trên. Dân Hà Nội vẫn gọi chợ mới này là chợ Đuổi, nhưng để phân biệt với chợ Đuổi đầu tiên ở phố chợ Đuổi, chợ này dân Hà Nội gọi là chợ Đuổi nhà Diêm. Sau ngày tiếp quản thủ đô, năm 1957, nhà nước lấy khu đất chợ Đuổi này để xây dựng nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo chuyển từ chiến khu Việt Bắc trở về. Đây là nhà máy cơ khí đầu tiên, là cánh chim đầu đàn của ngành cơ khí Việt Nam. Chợ Đuổi một lần nữa bị đuổi xuống họp chợ ở phố Lê Đại Hành, Cao Đạt. Từ năm 2004, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo đã di dời để nhường chỗ xây dựng trung tâm thương mại Vincom Center Bà Triệu như chúng ta thấy ngày nay. Như vậy là trải qua 850 năm, mảnh đất vàng phía Nam Hà Nội đã từng là vị trí của đàn Nam Dao đầu tiên của nước Đại Việt, vị trí một nhà máy gym đầu tiên của Bắc Kỳ, trường thể dục đầu tiên ở Hà Nội, vị trí một cái chợ dân sinh có tên là chợ Đuổi, vị trí nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy cơ khí đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và vị trí trung tâm thương mại Vincom Center Bà Triệu ngày nay. Xin được lắng nghe và tiếp thu các ý kiến chỉ giáo bổ sung của các nhà sử học, khảo cổ học, Hà Nội học. Ở tới đây nhà vui xin kết thúc video đi tìm lại vị trí đàn Năm Dao Thăng Long. Hy vọng truyền tải một chút nội dung của những ai yêu sử, yêu mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn vật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.